Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 12, sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sang bài 19, Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính. Bài học này sẽ cung cấp các thông tin hướng nghiệp cho cái nghề sửa chữa và bảo trì máy tính nha. Trong quá trình sử dụng máy tính thì chúng ta có thể gặp một số trường hợp không mong muốn, ví dụ như là phần cứng của máy tính bị hỏng, máy tính bị nhiễm virus là dữ liệu trên máy tính bị mất, bị lỗi vân vân. thì trong những trường hợp này chúng ta phải làm thế nào? À, chúng ta sẽ phải nhờ đến sự hỗ trợ của dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính nha. À, dịch vụ đó sẽ hỗ trợ chúng ta sửa chữa hoặc là thay thế cái phần cứng bị lỗi, cài đặt và diệt virus trên máy tính của chúng ta và phục hồi lại các cái dữ liệu đã mất của chúng ta. thì đó là một số các lỗi thông thường. À, ngoài ra thì máy tính cũng thường xuyên gặp nhiều các cái lỗi khác nữa mà chúng ta cần phải à, sử dụng đến cái dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính. Do đó cái nghề sửa chữa và bảo trì máy tính là cái nghề đang rất là hot hiện nay nha. Vậy thì cụ thể cái nghề này sẽ làm những công việc gì và để làm được cái nghề này thì chúng ta cần có những kiến thức và kỹ năng nào cũng như là nhu cầu của xã hội hiện nay cho cái nghề này như thế nào. Tất cả những cái đó đi vào bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất của bài học. Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính. À, trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu cái vai trò của dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính trong xã hội ngày nay nha. Thì trong xã hội ngày nay chúng ta biết là cái công nghệ thông tin nó đã được ứng dụng trong hầu hết các cái lĩnh vực của đời sống xã hội, dẫn đến là cái nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin cũng như là máy tính nó ngày càng tăng cao. Do đó mà cái dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính nó sẽ trở nên rất là phổ biến và ngày càng phát triển. Cuộc sống của chúng ta ngày nay không thể thiếu công nghệ thông tin, không thể thiếu máy tính, dẫn đến là cái nhu cầu về dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính là luôn luôn có nha. Do đó cái nghề sửa chữa và bảo trì máy tính nó có vai trò rất là quan trọng trong xã hội ngày nay ha. Vậy thì các cái công việc sửa chữa bảo trì máy tính là những công việc nào? À, chúng ta có thể kể ra một số công việc tiêu biểu của nghề sửa chữa và bảo trì máy tính. Thứ nhất là sửa chữa và bảo trì phần cứng máy tính phần cứng máy tính ví dụ như là màn hình, CPU, bàn phím, chuột, ổ cứng, RAM, các đồ họa, các mạng vân vân. Những cái linh kiện thiết bị này thì trong quá trình hoạt động nó có thể bị hỏng hóc, bị lỗi, bị xuống cấp vân vân thì chúng ta có thể sửa chữa và thay thế các cái linh kiện này. Ngoài ra khi mà thiết bị nó đang hoạt động bình thường chúng ta cũng vẫn phải định kỳ bảo dưỡng, bảo trì để mà đảm bảo cho nó hoạt động ổn định, bảo dưỡng bảo trì định kỳ ở đây, tức là chúng ta sẽ tháo rời ra vệ sinh rồi kiểm tra, test thử vân vân. Đó chính là công việc sửa chữa và bảo trì phần cứng máy tính. Thứ hai là cài đặt và cập nhật phần mềm máy tính. Chúng ta biết máy tính nó hoạt động được không chỉ có phần cứng mà nó còn đòi hỏi phải có phần mềm nữa. Và để sử dụng được phần mềm thì chúng ta phải cài đặt phần mềm lên máy tính và định kỳ chúng ta phải cập nhật cái phần mềm để nó đáp ứng cái nhu cầu của chúng ta nha, bởi vì cái nhu cầu của chúng ta là thay đổi hàng ngày. Do đó các cái phần mềm nó cũng phải thay đổi theo để mà đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. Mà khi nó thay đổi thì chúng ta phải thực hiện cập nhật. Thì đó chính là cái công việc cài đặt và cập nhật phần mềm máy tính. Thứ ba là nâng cấp phần cứng phần mềm máy tính. Ví dụ máy tính của chúng ta đang chạy hệ điều hành Windows 7, hiện tại đã có đến phiên bản Windows 11 thì chúng ta nên nâng cấp máy tính của chúng ta lên cái phiên bản Windows 10, Windows 11 nha. Tại sao chúng ta phải nâng cấp máy tính của chúng ta lên cái phiên bản mới hơn? Bởi vì thường các cái phiên bản mới hơn nó sẽ sửa được lỗi của các cái phiên bản cũ, đồng thời nó cũng có nhiều cái tính năng mới, tính năng hay để chúng ta sử dụng. Và khi chúng ta đã nâng cấp phần mềm rồi, thì cái phần cứng chúng ta cũng phải nâng cấp lên tương ứng nha. Ví dụ ở Windows 10, Windows 11 thì nó đòi hỏi yêu cầu về RAM, về tốc độ xử lý của CPU phải như thế nào thì chúng ta phải nâng cấp lên theo đúng cái yêu cầu thì nó mới chạy được các cái phiên bản mới này. À, thì đây là công việc nâng cấp phần cứng, phần mềm máy tính. Thứ tư là khôi phục dữ liệu bị hỏng hay mất mát. À, trong quá trình sử dụng máy tính thì dữ liệu trên máy tính có thể bị mất, bị lỗi, bị hỏng vân vân vì một vài nguyên nhân như là do phần cứng, do virus, do bị tấn công vân vân và chúng ta có thể phục hồi lại được các cái dữ liệu bị lỗi, bị mất đó nha. Có nhiều cách, có nhiều các công cụ để hỗ trợ chúng ta thực hiện. Thì cái công việc khôi phục dữ liệu bị hỏng, bị mất đó cũng là một cái công việc của cái nghề sửa chữa và bảo trì máy tính. Thứ năm là khắc phục sự cố máy tính, mạng máy tính. À, trong quá trình sử dụng máy tính thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều lỗi, chuyện này là bình thường nha. Ví dụ à, máy tính của chúng ta bị treo, bị đơ, bị khởi động lại liên tục hay là mạng máy tính của chúng ta bị chậm, bị ngãn, bị chập chờn, à, bị gián đoạn, vân vân. Đó là các cái sự cố về máy tính, về mạng máy tính và nhân viên sửa chữa bảo trì máy tính sẽ có thể hỗ trợ xử lý các cái sự cố đó cho chúng ta. Thứ sáu là bảo vệ máy tính khỏi virus và phần mềm độc hại. Nếu máy tính của chúng ta bị nhiễm virus, nhiễm phần mềm độc hại thì dịch vụ sửa chữa bảo trì máy tính có thể hỗ trợ quét và diệt virus cho chúng ta. Còn nếu như mà máy chưa bị nhiễm thì có thể họ sẽ hỗ trợ cài đặt các cái phần mềm chống virus, diệt virus để ngăn cản virus xâm nhập vào máy tính, rồi cài đặt các cái tường lửa để ngăn cản các cái tấn công từ bên ngoài, từ mạng internet vào máy tính, vân vân. À, đó cũng chính là công việc của cái dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính. Thứ bảy là tư vấn các cái giải pháp tối ưu máy tính à, để máy tính hoạt động ổn định và mượt mà thì có nhiều giải pháp giúp tối ưu máy tính nha và dịch vụ người ta sẽ tư vấn cho chúng ta các cái giải pháp đó ví dụ như là xóa các cái tệp tin rác trên máy tính dọn dẹp ổ đĩa tối ưu ram à, vệ sinh bảo dưỡng phần cứng vân vân. Thứ tám là hướng dẫn cài đặt và sử dụng các cái phần mềm mới. Các cái phần mềm mới đặc biệt là các cái phần mềm chuyên dụng à, thì cần phải có người cài đặt và hướng dẫn thì chúng ta mới sử dụng được. Ví dụ như là các cái phần mềm kế toán, các cái phần mềm quản lý điểm học sinh, phần mềm quản lý hồ sơ bệnh nhân ở bệnh viện vân vân. À, những phần mềm đặc biệt đó à, thì cần phải có hướng dẫn chúng ta mới sử dụng được nha. Và cuối cùng là hỗ trợ kỹ thuật nói chung tất cả những cái vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy tính nếu chúng ta không xử lý được chúng ta có thể nhờ đến dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính để họ hỗ trợ à, đây là một số các cái công việc tiêu biểu của cái nghề sửa chữa và bảo trì máy tính như vậy là chúng ta đã biết về các cái công việc của cái nghề sửa chữa và bảo trì máy tính thế thì để làm được các cái công việc đó chúng ta cần phải có những kiến thức và kỹ năng nào về mặt kiến thức, trước hết là kiến thức về phần cứng, chúng ta phải có hiểu biết về các cái thành phần cơ bản của máy tính, cũng như là biết cách kiểm tra, tháo lắp, sửa chữa hoặc là thay thế phần cứng. Và đây là một cái ví dụ về kiến thức phần cứng chúng ta cần phải có quy trình lắp ráp một cái máy tính hết. Còn kiến thức về phần mềm thì chúng ta phải biết cách cài đặt, cấu hình, sửa chữa các cái phần mềm như là hệ điều hành, phần mềm văn phòng, trình duyệt web, các cái phần mềm khác vân vân. Và chúng ta cũng biết cách phát hiện cũng như là loại bỏ virus và các cái phần mềm độc hại. À, đây là một cái ví dụ về kiến thức phần mềm mà chúng ta cần phải nắm. Ngoài ra chúng ta còn cần phải có kiến thức về mạng máy tính nữa nha. À, kiến thức về mạng máy tính bao gồm kiến thức cơ bản về mạng như là cách kết nối và cấu hình mạng cục bộ, mạng internet, rồi biết cách kiểm tra và xử lý các cái lỗi mạng như là ngãn mạng, mất kết nối mạng, vân vân. Và đây là một ví dụ về kiến thức mạng máy tính mà chúng ta cần phải có cách kết nối các cái thiết bị trong nhà qua mạng Wi-Fi và kết nối từ mạng Wi-Fi trong nhà à, ra mạng Internet. Về mặt kỹ năng thì cái nghề sửa chữa và bảo trì máy tính nó đòi hỏi các cái kỹ năng sau đây. À, thứ nhất là kỹ năng học hỏi và cập nhật kiến thức. Chúng ta biết là cái ngành à, công nghệ thông tin và máy tính là cái ngành nó thay đổi và phát triển liên tục. Do đó đòi hỏi chúng ta phải luôn cập nhật và học hỏi những cái kiến thức mới, công nghệ mới. Hôm nay là Windows 10, hôm sau là Windows 11, hôm sau nữa là Windows 12, vân vân. À, nó cứ thay đổi phát triển như vậy à, đòi hỏi chúng ta phải liên tục cập nhật những kiến thức mới những công nghệ mới chúng ta mới theo được cái nghề này nha thứ hai là kỹ năng giải quyết vấn đề à, khách hàng thông báo cho chúng ta một cái sự cố máy tính như vậy chúng ta phải giải quyết như thế nào nếu giải quyết không được chúng ta phải tìm kiếm thông tin ở đâu tra cứu những tài liệu nào để mà có cái hướng xử lý à, thì đó chính là cái kỹ năng giải quyết vấn đề nha thứ ba là kỹ năng giao tiếp ví dụ khách hàng thông báo cho chúng ta một sự cố máy tính à, thì chúng ta phải hỏi thông tin khách hàng như thế nào để mà có được những cái thông tin cần thiết để mà chúng ta biết được khách hàng đang gặp phải cái sự cố gì từ đó chúng ta mới đưa ra được cái hướng xử lý hay là để tư vấn cho khách hàng chúng ta phải giao tiếp với khách hàng như thế nào để mà khách hàng có thể hiểu được và thực hiện đúng ở các cái hướng dẫn của chúng ta những cái đó đòi hỏi cái kỹ năng giao tiếp nha thứ tư là kỹ năng quản lý thời gian à, ví dụ như là cái hệ thống máy tính của ngân hàng đang bị lỗi như chúng ta biết nếu như cái hệ thống máy tính của ngân hàng mà ngừng hoạt động chỉ cần trong vài phút thì có hàng ngàn các cái giao dịch là không thể thực hiện được dẫn đến thiệt hại rất là lớn cho ngân hàng do đó chúng ta phải khắc phục sự cố càng nhanh càng tốt phải đáp ứng được cái thời gian quy định của ngân hàng thì đó, đòi hỏi cái kỹ năng quản lý thời gian nha. Câu hỏi của phần 1, trình bày một số công việc chính mà người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính cần thực hiện. À, một số công việc chính của người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính bao gồm sửa chữa và bảo trì phần cứng máy tính, cài đặt và cập nhật phần mềm máy tính, nâng cấp phần cứng phần mềm máy tính, khôi phục dữ liệu bị hỏng hay mất mát, khắc phục sự cố máy tính, mạng máy tính bảo vệ máy tính khỏi virus và phần mềm độc hại, tư vấn các giải pháp tối ưu máy tính, hướng dẫn cài đặt sử dụng các cái phần mềm mới và các cái hỗ trợ kỹ thuật khác. Chúng ta sang nội dung thứ hai của bài học, nhu cầu nhân lực và ngành học liên quan. À, trước hết chúng ta tìm hiểu về nhu cầu nhân lực của cái nghề sửa chữa và bảo trì máy tính nha. À, thì nhu cầu nhân lực hiện tại cho cái dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính nó đang tăng rất là cao. Lý do thứ nhất là do cái cách mạng công nghiệp 4.0 nó đưa đến sự bùng nổ của việc sử dụng máy tính và thiết bị số. Ngày nay, nhà nhà, người người đều sử dụng máy tính, tất cả các cái doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, tổ chức vân vân đều sử dụng đến máy tính, người ta gọi là sự bùng nổ của việc sử dụng máy tính. Lý do thứ hai là do chúng ta phải liên tục nâng cấp và thay thế thiết bị để mà đáp ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ. Công nghệ hiện nay nó phát triển rất là nhanh, phát triển từng ngày. Ví dụ như hệ điều hành, hệ điều hành Windows 7 lên Windows 8, Windows 10, Windows 11. Thì để chạy được các cái hệ điều hành mới hơn, chúng ta phải nâng cấp thiết bị, thay thế thiết bị thì chúng ta mới chạy được. Hay là lý do thứ ba là có nhiều thay đổi trong mô hình làm việc. Chủ yếu là chuyển dần sang cái việc làm việc từ xa, các cái dịch vụ trực tuyến. Ngay cả cái việc sửa chữa và bảo trì máy tính chúng ta cũng có thể chẩn đoán và sửa lỗi từ xa thì để mà thực hiện được các cái dịch vụ trực tuyến dịch vụ từ xa chúng ta cần phải có máy tính và kết nối internet à, thì đây là các cái lý do nó dẫn đến cái nhu cầu à, nhân lực cho cái dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính nhu cầu này nó rất là lớn do đó học cái ngành này thì chúng ta sẽ không lo thất nghiệp nha vậy thì những nhóm nghề và ngành học liên quan đến dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính là những nhóm nghề và ngành nào? À, trước hết là các cái nhóm nghề à, đó là cái nhóm nghề kỹ thuật viên công nghệ thông tin hay nói ngắn gọn là kỹ thuật viên máy tính. với nghề này thì chủ yếu là cần phải có kiến thức cơ bản về máy tính và phải thành thục các cái thao tác à, sửa chữa và bảo trì máy tính thì chúng ta có thể làm được cái nghề này. Do đó, cái ngành học cho cái nghề này à, chủ yếu là được đào tạo ở bậc trung cấp, cao đẳng và các cái trường nghề, các cái ngành học à, như là ngành kỹ thuật máy tính hay là kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính. Đây là những cái ngành học à, để mà làm cái à, nghề kỹ thuật viên công nghệ thông tin hay là kỹ thuật viên máy tính. Nhóm nghề thứ hai là nhóm nghề kỹ sư bao gồm kỹ sư công nghệ thông tin, kỹ sư kỹ thuật máy tính, kỹ sư truyền thông và mạng máy tính kỹ sư khoa học máy tính, kỹ sư hệ thống thông tin, kỹ sư công nghệ phần mềm. để mà làm được cái nhóm nghề này thì cần phải có kiến thức chuyên sâu về máy tính. do đó các cái nhóm nghề này nó sẽ được đào tạo chủ yếu ở bậc đại học nha. các cái ngành nghề sẽ là các cái ngành hẹp để mà có thể nghiên cứu chuyên sâu, bao gồm kỹ thuật máy tính. Ngành này thì nó sẽ liên quan đến cái phần cứng máy tính và thiết kế vi mạch để phát triển các cái thiết bị về hệ thống máy tính. Mạng máy tính thì nó tập trung vào thiết kế cấu hình mạng, à, quản trị các cái dịch vụ hạ tầng mạng như là đám mây, dịch vụ web. Còn ngành khoa học máy tính thì tập trung nghiên cứu phát triển cái phần mềm, thuật toán và lý thuyết máy tính. Ngành an toàn thông tin à, thì chủ yếu là bảo vệ dữ liệu về hệ thống máy tính khỏi các cái mối đe dọa và xâm nhập khắc phục các cái sự cố an ninh thông tin còn cái ngành công nghệ phần mềm thì chủ yếu là liên quan đến uh, phát triển và triển khai các cái sản phẩm phần mềm à, đây là các cái nhóm nghề và các cái ngành học liên quan đến uh, cái dịch vụ bảo trì và sửa chữa máy tính câu hỏi của phần 2 tra cứu và kể tên một số cơ sở đào tạo ở địa phương của em có đào tạo các ngành học liên quan đến nghề sửa chữa và bảo trì máy tính À, chúng ta lấy ví dụ một số cơ sở đào tạo nghề sửa chữa và bảo trì máy tính ở thành phố đà nẵng nha à, bao gồm trường thực hành Acom space à, trường này nó có các các khóa sửa chữa máy tính cơ bản và chuyên sâu các cái khóa ngắn hạn hay là trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông đà nẵng cũng có các cái khóa ngắn hạn sửa chữa máy tính cơ bản và chuyên sâu rồi trường cao đẳng nghề đà nẵng có cái ngành kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính à, trường đại học sư phạm kỹ thuật có ngành công nghệ thông tin À, trường Đại học Duy Tân có ngành Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng, công nghệ thông tin, vân vân. Tiếp tục bài học, chúng ta sang phần luyện tập. Yêu cầu của phần luyện tập: Tìm kiếm trên internet một vài thông tin tuyển dụng liên quan tới công việc sửa chữa và bảo trì máy tính. Đọc yêu cầu của họ về công việc, kiến thức, kỹ năng. So sánh với những gì em đã biết về công việc sửa chữa và bảo trì máy tính sau bài học này. Đây là thông tin tuyển dụng của cái cơ sở Hoàng Hà PC, một cơ sở kinh doanh sửa chữa và bảo trì máy tính, à, tuyển dụng chuyên viên kỹ thuật phần cứng phần mềm máy tính. Yêu cầu công việc là lắp ráp, cài đặt, hoàn thiện bộ máy tính, xử lý sự cố bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật khách hàng, tối ưu hệ điều hành, phần mềm ảo hóa giả lập. À, còn đây là thông tin tuyển dụng của ở bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin. Yêu cầu công việc là vận hành, cài đặt các cái hệ thống công nghệ thông tin tại bệnh viện. Còn đây là thông tin tuyển dụng, tuyển kỹ thuật viên máy tính. À, mô tả công việc là sửa máy tính, cài WinShop, sửa nạp bực in, sửa Wi-Fi, vệ sinh máy tính. À, đây là thông tin tuyển dụng của công ty cổ phần tập đoàn invet Yêu cầu công việc là quản lý bộ phận IT, đề xuất các chiến lược, tham gia các cái dự án phát triển phần mềm về công nghệ thông tin, thiết lập và quản lý hệ thống máy chủ cục bộ, mạng nội bộ, internet, wifi, camera, quản lý các, các phần mềm trong công việc quản lý công việc, quản lý hệ thống website của công ty chuyên nghiệp và hiệu quả, backup dữ liệu file server, hệ thống website, hỗ trợ IT cho các sự kiện của công ty tổ chức. Và đây là kết quả so sánh yêu cầu công việc của các cái thông tin tuyển dụng nói giống với các cái thông tin mà chúng ta đã học trong bài học nha. Với thông tin tuyển dụng của các cái cơ sở kinh doanh nhỏ thì họ yêu cầu kiến thức cơ bản là chủ yếu và đặc biệt là phải thành thục các cái thao tác lắp đặt, sửa chữa, vận hành máy tính đơn giản phù hợp với nghề kỹ thuật viên máy tính. Còn với thông tin tuyển dụng của các cái doanh nghiệp tổ chức lớn thì đòi hỏi kiến thức rộng và chuyên sâu phải thành thục các thao tác vận hành hệ thống máy tính lớn và phức tạp nó phù hợp với nghề kỹ sư kỹ thuật máy tính kỹ sư công nghệ thông tin chúng ta sang phần cuối cùng của bài học phần vận dụng yêu cầu của phần vận dụng là chúng ta sẽ chọn một cái nghề trong nhóm nghề dịch vụ của ngành công nghệ thông tin à, ví dụ như là lập trình viên kiểm thử viên tư vấn quản lý dự án công nghệ thông tin vân vân à, chọn xong thì chúng ta sẽ thực hiện một cái báo cáo ngắn gọn về cái thông tin hướng nghiệp của nghề đó Nội dung chính của báo cáo bao gồm tên ngành nghề, sơ lược về công việc chính, yêu cầu về kiến thức kỹ năng, những cái ngành học có liên quan, nhu cầu nhân lực cho nghề đó. Thông tin thì chúng ta sẽ tìm kiếm trên internet, chúng ta thực hiện cái yêu cầu của phần vận dụng nha. Chúng ta sẽ làm một cái báo cáo về thông tin hướng nghiệp cho cái nghề lập trình viên nha. Tên nghề sẽ là lập trình viên. Công việc của lập trình viên là xây dựng một cái ứng dụng mới, phân tích nghiệp vụ, viết code, review code, nâng cấp và sửa chữa các cái ứng dụng có sẵn, xây dựng các cái chức năng xử lý, nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. À, kiến thức của cái một lập trình viên là các cái lập trình viên phải có kiến thức và sử dụng thành thạo nhiều cái ngôn ngữ lập trình, ví dụ như là Java, C++, PHP, ASP v.v về kỹ năng thì lập trình viên phải có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự học, kỹ năng thiết kế, kỹ năng phân tích. Các cái ngành học liên quan đến nghề lập trình viên đó chính là các cái khóa ngắn hạn như là lập trình web, lập trình Android, lập trình game vân vân. Rồi ngành công nghệ thông tin, ngành kỹ thuật phần mềm, ngành công nghệ phần mềm. Về nhu cầu nhân lực thì hiện nay nhu cầu về web, ứng dụng phần mềm hệ thống ngày càng tăng dẫn đến là các cái doanh nghiệp rất cần nguồn nhân lực để mà có thể tạo ra những cái sản phẩm này. Bên cạnh đó thì cơ hội việc làm trong các các tập đoàn công nghệ lớn, lập trình viên còn có thể lựa chọn làm việc tại các công ty game, ứng dụng di động, bộ phận phát triển kỹ thuật của các cái công ty sản xuất vân vân. Ngoài ra thì nhiều lập trình viên còn nhận làm việc theo dự án, freelance khi rảnh tại nhà để mà tăng mức thu nhập. À, đây chính là báo cáo cho cái nghề lập trình viên nha. Như vậy là chúng ta đã xong phần vận dụng và cũng kết thúc bài 19 tại đây nha cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới nếu các bạn thấy thích video này cảm thấy video hữu ích hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong việc dạy và học thì hãy like share subscribe đăng ký kênh hoặc là donate để ủng hộ cho chương trình nhé xin chào và hẹn gặp lại